Thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã thông tin về việc thí sinh đạt dưới 4 điểm một môn vẫn đỗ lớp 10 một số trường và cho rằng đây không phải là điều bất thường. Năm 2020, kỳ thi vào lớp 10 có 3 môn, trong đó điểm môn Toán, Văn, Nhân hệ số 2. Năm nay cả 3 môn tính theo hệ số 1. Nếu so sánh điểm giữa 2 năm thì không có sự biến động nhiều, tương đương nhau. Năm 2020 cũng từng đó trường lấy chuẩn 16 điểm, trung bình chỉ 3,2 điểm một môn. Điểm chuẩn cao nhất năm đó là 41, đó là trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, trung bình là 8,2 điểm một năm. Năm nay trường lấy 24,25 điểm, trung bình 8,08 điểm một môn. So sánh điểm giữa 2 năm có thể thấy điểm trung bình của 3 môn là Toán, Văn, Ngoại ngữ khá tương đồng. Trong đó điểm trên trung bình môn Văn giảm từ 93% điểm xuống còn 89% trong năm 2020. Tuy nhiên môn Toán và Ngoại ngữ lại có điểm trên trung bình cao hơn so với năm 2020.